nó chia từng nhóm ra, đúng ra chỉ học có 15 người thôi thì nó cứ sẽ dạy kiểu khác, không có dạy kiểu như thế này đâu. 15 người mình vẫn học được kia nhưng mà học kiểu khác nữa anh chị ha. Còn giờ mình làm cái thích hợp nhất trong cái số lượng đông này. Hôm bữa cô Hai lên được 30 mấy người là thôi không muốn rồi đó, không có nhận được rồi đó anh chị. Nhưng mà thôi nào này này đấy là lớp 24 là nó lâu lắm rồi, thành thử ra giờ đúng rồi. Sao cứ tưởng cái kim mới quen quá. Ủa là các anh chị học xong bữa nay có đi thực tập không? Thấy trường bảo thế. Bảo thế là sao? Chú thấy là đi thực tập. À có nghĩa là cứ học xong bữa nay đi rồi tính nghỉ Tết đi. À, mình của em trực tiếp luôn, nói cho nó hay hay nha thầy. Vô gì? Học ấm bé lô đó thầy. Trời ơi, vừa phải thôi chết rồi. Thực tế, cái bài cơ ở trên mạng của mình là gần như không thấy ai quay đăng lên hết trơn trời. Em không muốn đăng tại vì mấy cái này liên quan tới bản quyền hình ảnh. À, không mà ông thầy cũng chẳng có quan tâm đến chuyện đó đâu. Rồi. Bây giờ chiều nay lên YouTube hết. Phần tiếp theo đó là xương về, xin lỗi, cơ về đầu mặt cổ các chị ha. Và trong quá trình học cơ là học mạch máu nữa. Lưỡi nha. Rồi, thì cái mạch máu anh chị học chính thì mình đó là động mạch. Thì giờ anh chị hình dung như sau nè. Nào giờ chúng ta nhìn, giả sử anh chị nhìn cái thiết đồ này thì người ta gọi đây là mặt phẳng đứng với anh chị ha. Không, cắt ngang sao cắt dọc. À, tư thế mặt phẳng đứng dọc, các chị cắt dọc bên cạnh bên đây thì chúng ta thấy được. Nhưng ngược lại, cái hình này thì gọi là tư thế như nào? Ngang. Đứng ngang, các chị nhớ hả? Còn cái mặt này mới gọi là mặt gì anh chị hả? Mặt ngang. Thì chúng ta có ba cái mặt vậy. Cho nên khi anh chị đặt, chúng ta hình dung. Thứ hai, các chị học trên mô hình thì chúng ta phải hiểu như sau nè. Thì ví dụ như hai bên này thì nó đối xứng nhau đúng không? Thì cái lớp A người ta gọi là lớp 5. Còn cái lớp này người ta lật cái lớp 5 ra thì nó sẽ lớp sau. Cho nên thành thử đó người ta sẽ cho anh chị coi từ lớp để chúng ta cắt ra. Vậy giờ chúng ta học thứ nhất, cơ chúng ta chia làm ba vùng. Một, cơ này là ở vùng sọ. Thứ hai là cơ vùng mặt. Và thứ ba là vùng cổ gáy. Anh chị nhớ ha, vùng cổ gáy. Thì đầu tiên học cơ vùng sọ thì anh chị có cái cơ gì? Anh chị nhìn nào, một cái cơ nó bám vào từ phần phía dưới xương chẩm, kéo dài lên tới toàn tới xương trán của anh chị ha. Thì người ta gọi cơ này là cơ chẩm chán. Chẩm chán. Mới học hồi sáng luôn. Thì nó sẽ chia thành ba phần. Phần thứ nhất cái bụng này nè anh chị, thì người ta gọi đó là bụng chẩm, của cơ chẩm chán. Anh chị hiểu không ạ? Còn cái bụng này thì người ta gọi là bụng gì? Bụng chán, của cơ chẩm chán. Và nó sẽ luồn với dưới một cái dải, người ta gọi đây là cân sọ. Tôi hỏi một câu nha, anh chị nghe từ gân chưa? Và từ cân chưa? Nó là một hay là hai? Đồng ý là một. Đúng. Cân. À, các anh chị nhờ trên cái bản chất, bây giờ tôi sẽ nói anh chị hình dung nha. Ví dụ giống như các anh chị sẽ học nè, đây là tí nữa chúng ta học ngay vùng tay, ví dụ như thế này. Thì cái này người ta gọi đó là gân, cơ gan tay dài. À, cơ gan tay dài. Thì cái cơ này khi đi xuống anh chị ha, thì nó hình thành chứng gân, nó nối vào vòng cổ tay đó, thì người ta gọi là gân cơ gan tay dài. Vậy gân là một điểm tụ lại đúng không? Còn cân nó là một cái mảng luôn, bản chất của nó như nhau, nó nối hai cái cơ này anh chị được không? Nhưng nó là một mảng thì người ta gọi là cân được không? Rồi thì người ta gọi đó là cân sọ nha anh chị nha, đối với mình điều này ha, cân sọ. Vậy những cái cơ chán và cơ bụng chẵn này thì chức năng của nó là gì? Các anh chị co cơ chán thì chúng ta thể hiện tính chất gì đây anh chị? Nhanh, rồi là hốt hoảng gì đó trung thiện. Còn cái cơ chẩm ở phía sau khi nó co thì nó dựng cái tóc gáy của chúng ta lên, được không? Ví dụ như vậy. Rồi, vậy thứ nhất chúng ta có cơ chẩm chán. Cơ thứ hai tôi đang nói về lớp 5 luôn. Thì cái cơ nó nối từ phần xương thái dương lên trên phần, tức là nằm phía bề ngoài chứ nó không có sát xương nha anh chị nha. Thì cơ này nè anh chị đó, từ thái dương lên tới xương đỉnh. Thì cơ này người ta gọi là cơ gì? Thái dương đỉnh. À, cơ thái dương đỉnh. Cơ này cũng có chức năng cảm giác vì nằm ở phía ngoài. Cơ dựng tóc tai đó chị, được không? Tiếp tục, mình có ba cái cơ tai, đó là cơ tai trước, cơ tai sau và cơ tai trên. Thì ba cơ tai này ở con người mình thì nó bị thoái hóa rồi, thành thử ra nó không có chức năng cụ thể chính của nó, được không? Ba cơ tai, anh chị giật được chính là nhờ cơ tai đó. Nhưng mà thực tế con người mình làm cái hành động đó cũng không có ý nghĩa gì nhiều đối với như động vật, đúng không chị ha? Cơ đó để bẫy tai này. Thời anh thấy con thỏ không? Nó nghe được là nó xoay cái vành tai tứ hướng, đúng không ạ? Nhưng mà trên cái vành tai của mình cũng vậy, nhưng nó sẽ có các g mà làm sao như là cái bọc con đất đi để bên kia cả. Thì những cái phần này tới bài thì thính giác chúng ta sẽ được học ha, thì cái g này nó cũng đón sóng âm được. Thì cái cơ tai các anh chị lưu ý ha, nó là cơ nhóm thoái quá rồi, lưu ý nha. Rồi đó là lớp 5. Bây giờ tôi cắt cái lớp 5 ra thì nó sẽ tới cái lớp sát xương lớp sau nha.
tôi bỏ qua tổ chức mua mỡ, thì anh chị sẽ có một cái cơ rất là lớn nằm ở hai bên và thuộc nhóm cơ nha. Cơ này là cơ thái anh chị ha. Thế vừa vận động cho cơ này chính là cái gì đó? À, vận động cho cơ này chính là thần kinh. Để là vận động cho thì nó phải thần kinh chứ. Thần kinh số mấy mới học hồi sáng? Bảy năm mà bảy. Rồi bây giờ tôi sẽ đại cương cho anh chị lúc này luôn 12 đôi dây thần kinh nè, để chúng ta cùng nhau nói về chức năng. Đôi dây thần kinh nó sẽ chia ra nhóm cảm giác và nhóm vận động và nhóm phối hợp, hay còn gọi là cái nhóm gì nào? À, nhóm pha dây pha đúng không? Dây một là dây gì? Khứu giác. Thì cái chức năng của dây một giúp chúng ta ngửi được không? Rồi dây hai là dây thị giác để tạo thị trường các chị nhìn. Dây 3, dây 4, dây 6 đi chung, buổi sau học bài mắt luôn, là dây vận động cho nhãn như nào, nhãn cầu. Ví dụ như anh liếc lên liếc xuống xoay vòng tròn đó, gọi là các dây thần kinh vận nhãn đó, thì nó sẽ gồm có dây 3, dây 4 và dây 6. Dây 5 mới học buổi sáng. 5-1 cảm giác cho vùng trán, mi trên và vùng mũi. 5-2 là cảm giác cho vùng xương, hàm trên. 5-3 là cảm giác cho hàm dưới, chưa? Cảm giác cho 2/3 trước lưỡi cùng với dây 7 phẩy. Và vận động cho nhóm cơ nha. Vậy anh cứng hàm là do tổn thương dây máy đó chị? Ba. Rồi dây số 7 là dây mặt. 1 vận động cho tuyến nước như nào? Lê. Nước mắt, tuyến lệ đúng không? 2 vận động cho tuyến nước. À, 3 cảm giác cho 2/3 trước lưỡi. Và thứ tư là vận động cho các cơ bám vùng dây nào? Da mặt. Các anh chị nhớ này ha. Ví dụ như cơ thái dương đỉnh á, xin lỗi, ví dụ như cơ chậm chán á, cũng là nhờ dây máy đó chị ha. Dây 7 được không chị ha? Rồi, bây giờ chúng ta có dây 8, có hai chức năng chính, một là về thính giác, hai là về tiền đình, được không? Rồi, dây 9 là dây thiệt hầu. Vậy thiệt hầu nó có vai trò đầu tiên là gì? Thứ nhất, nó sẽ đóng cái màng hầu khi anh chị làm một cách nuốt ăn, đúng không? Để nó không cho thức ăn lên trên đầu, mũi. Một, vai trò đầu tiên là vận động. Thứ hai, dây thần kinh số 9 nó cho anh chị đó là vận động tuyến vọt màng, màng tai, được không? Là chức năng vận động. Thứ ba, nó cảm giác 1/3 phía sau như nào? Sau lưỡi. Các anh chị lưu nha, đó là dây 9. Dây 10 là dây phó giao cảm lớn nhất trong cơ thể chúng ta. Chức năng của nó sẽ dinh dưỡng cho các, tức là nó hoạt động cho cơ ở vùng ruột. Tôi nói ví dụ như sau, dây dây anh co bóp được và tiết ra dịch vị được, ruột non anh co bóp được và tạo sóng nhu động được. Tương tự như thế lúc già là nhờ tới dây máy đó chị ha. Các anh chị nhớ ha. Và dây 10 là cái dây dinh dưỡng lớn nhất, dây phó giao cảm lớn nhất, và đặc biệt nó nuôi dưỡng cho ruột như nào? Ruột non. Anh chị lưu nha. Rồi dây 11 là dây phụ. Phụ là dây thần kinh gai sóng. Nó sẽ vận động cho anh chị hai nhóm cơ chính, tức là chị học một cơ này ức đần dẫm và hai cái dải cơ phía sau giống chị đường bộ cuối cổ cơ thang. À, đó là dây thần kinh 11. Và dây thần kinh 12 là dây duy nhất vận động cho lưỡi, được không? Vậy đó là tên 12 đôi dây thần kinh sau anh chị vừa học. Vậy cái cơ này gọi là cơ thái dương các anh chị ha, nằm sát lại. Bây giờ chúng ta cùng học mạch máu ở vùng sọ. Các anh chị có cái gì? Một cái động mạch này này các anh chị, đó gọi là động mạch thái dương nông, được chưa? Động mạch này là động mạch tai trước, thái dương nông động mạch tai trước. Và động mạch ở đây chính là động mạch chẩm, các anh chị thấy không? Vậy những cái động mạch này nằm nông hay nằm sâu đó anh chị? Nông. Cho nên một cái vết thương ở vùng da đầu thôi, anh chị chấn thương thôi, thì nó tụ máu ở ngoài da đầu rất là nhiều. Các anh chị nhớ không? Ở vùng này rất là nhiều mạch máu nè anh chị, lưu cho mình ha. Đặc biệt là vùng nào? Vùng thái dương và vùng chẩm. Cho nên mình hay coi ở trong TikTok đó, có mấy cái bạn kêu này, nay nay máu nhiều nay đặt đi, đặt gì chỗ này mà chảy, đặt hai bên này được không chị? Đó thì sau khi học giải phẫu xong thì mình biết được cái hướng đó là như vậy, được không? Rồi, cho nên khi mà nó đứt những cái động mạch thái dương nông này hoặc động mạch chẩm này thì nó chỉ tụ máu dưới da đầu thôi, các anh chị ha, làm cho da nó sưng to lên, nó chưa vô da. Còn khi nó vô tới vùng sọ thì ở phía dưới nó mới có những cái mạch máu của màng não và động mạch não nữa, lưới cho mình ha, thì nó sẽ tụ máu nặng hơn. Rồi thì đây là cơ ở vùng sọ, dễ không? Có mấy cơ à? Chẩm chán, thái dương đỉnh, thái dương, các nhóm cơ tai hết, đúng không chị? Rồi bây giờ chúng ta sẽ học tiếp theo, đó là cơ ở vùng gì nào? Vùng mặt. Rồi đầu tiên cái cơ này người ta gọi đó là cơ vòng mắt, các anh chị nhớ hả? Thì bên trong này nó sẽ gọi là cơ vòng gì nào? Cơ vòng mi. Nhờ cơ này con mà mình làm được động tác gì đó, nháy chớp được đó, các anh chị nhớ hả? Cơ vòng mắt và cơ vòng mi. Cạnh nó thì người ta gọi đây là cơ mảnh khảnh. Và nguyên toàn bộ cái vùng này, nguyên toàn bộ vùng này thì người ta gọi là cơ mũi. Thì cơ mũi nó sẽ chia thành hai phần. Cái phần này gọi là phần ngang của cơ mũi. Cái phần này nó co, nó sẽ làm cho mũi anh chị sao? Phồng hay hít vào, hay hít lại? À, mỗi lần anh chị bị nghiêng mũi đi, anh chị làm được đó. Hít vào thì cái cơ này nó sẽ làm cho cái mũi anh chị sao? Hẹp lại. Nhưng mà phần này gọi là phần cánh, phần này gọi là phần ngang nha. Còn phần này gọi là phần cánh. Thì cái phần này nó co, nó sẽ làm cho mình sao? À, nở lỗ mũi ra. Vậy cái cơ này nó nở ra khi nào?
À, khi khen á, khi khen là không nói nha, nhưng mà khi trong trường hợp sau là những cái người mà đang trong giai đoạn hấp hối đó thì, đúng rồi, họ lúc này cơ thể của họ đang cần oxy mà chưa được, cơ của họ giảm xuống rồi, cho nên chính vì vậy họ phải cố gắng hít lấy nhiều hơn thì họ phập phồng cái cánh mũi này lên, cho nên người ta gọi đó là dấu hiệu phập phồng cánh mũi, đúng không? Vậy nguyên toàn bộ vùng này gọi là vùng cơ mũi nha, gồm phần ngang của cơ mũi và vùng phần cánh của cơ mũi, cơ này gọi là cơ mạnh khảnh. Rồi cạnh nó người ta gọi đó là cơ hạ mày. Thì giờ các anh chị học tiếp nào, cái đoạn mà cạnh cái động mạch mạc này các anh chị đó, cạnh cái động mạch thì cái cơ này người ta gọi là cơ nâng môi trên và cánh mũi, và cạnh nó sẽ là cơ nâng môi trên. Hai ông này sát nhau nha, cơ nâng môi trên và cánh mũi, cơ này gọi là cơ nâng môi trên. Vậy khi mà hai cái nhóm cơ này co lên, nhìn nào, động tác gì đây? Kinh cười, tươi khẩy. Không, thì anh muốn nói là gì? Thì đại khái là hai cái cơ này nó co lên. Là tôi nhắc lại, cơ nâng môi trên và cánh mũi, nó nằm sát cánh mũi. Còn bên cạnh đó là cơ nâng môi trên, thì nó sẽ giúp cho anh chị nâng cái mép lên trên, được chưa? Co lên, được không? Rồi, thứ nhất, thứ hai, cơ bên cạnh này anh chị là cơ gò má bé, còn bên này gọi là cơ gò má lớn. Thì các anh chị nhìn cho mình nè, cái đây gọi là tuyến nước bọt mang như nào? Mang tai. Tuyến này nó sẽ tiết ra enzyme, enzyme tiêu hóa nha anh chị nha. Nó sẽ đi qua bờ trước của cái cơ này gọi là cơ cắn. Anh chị cắn hai cái răng lại, thấy có hai cái cơ nó nổi lên không? Nằm hai bên, bờ trên của cơ đó là thì đúng không? Thì cái cơ này gọi là cơ cắn nè. Thì cái ống tuyến nước bọt mang tai nó sẽ đi lên trên cơ cắn và nó đâm xuyên qua một cái cơ nằm ở phía dưới của cái nhóm cơ cắn này các chị, đó là cơ mút hay còn gọi là cơ thổi kèn. Vậy cái cơ này nó co thì nó sẽ làm cho anh chị có động tác gì? Không, cơ thổi kèn co mà sao phồng má được? Hấp má là các anh chị thấy khi anh chị uống nước bằng cái ống hút đó, hoặc là con nít đó anh chị nó bú á, thì cái cơ đó gọi là cơ mút nha. Mà vì các anh chị thấy thổi kèn cũng hít vô đúng không, cho nên người ta gọi là cơ thổi như nào? Thổi kèn. Trong tập thì mình cứ tập sao cho cơ nó phát triển, thì mút nhiều lên thì là cơ nó phát triển hơn. Thổi đó, thổi là giống như là mình học hồi cái xưa là cái bài bài thổi sáo, nó có cái từ đó đúng không? Rồi được cái nào, và nó xuyên qua cái cơ mút này nè anh chị, thì nó sẽ đổ ngang với răng tiền hàm thứ hai, và lúc này nó tiêu hóa cái thức ăn ban đầu cho chúng ta. Rồi thì đây chính là tuyến lòng bàn tay, và chỉ ngay cạnh luôn thì đây gọi là cơ gì nào? Cạnh tuyến lòng bàn tay thì nó là cơ gì? Cơ nhai sao? Nó là cơ cắn. Thì cơ cắn nè, rồi cơ thái dương và cơ hậu và cơ khẩu cái, nói chung nó thuộc nhóm cơ nhai, các anh chị hiểu này chưa? Và chính cái cơ cắn này anh chị nó nằm cạnh cái tuyến lòng bàn tay, cho nên các anh chị sẽ nghe nói tình trạng đó là sỏi trong tuyến lòng bàn tay. Ngay trong tuyến nước bọt ta anh chị có viên sỏi, hoặc là anh chị bị quay bị á, đúng không? Thì cái tuyến này nó sưng lên thì nó chèn vô trong ngay cái cơ cắn này, cho nên mỗi lần anh chị nhai một phát thôi thì anh chị cảm giác sao? Đau. Là cơ cắn nó chèn vô tuyến nước bọt người ta nè, các anh chị hình dung không? Thường có hai vấn đề xảy ra, một là bệnh nhân quay bị rất là rõ, hai là những bệnh nhân có sỏi bên trong này, lưu ý ha, thì bụng người ta phải mổ nó ra, các anh chị lưu ý nha. Rồi thứ hai, ống tuyến nước bọt mang tai của anh chị nó là một cơ trơn, nó xuyên qua trong cái cơ mút này nè, và khi mà anh chị kích thích axit vào hoặc là anh chị rùng mình lên thì cái tuyến này nó co thắt lại, cho nên mỗi lần ăn chua thì anh chị cảm giác hai cái tuyến của mình thì sao? Nó kề, nó bút rít lên. Cho nên những cái ca mà bị viêm tuyến nó bọt mang tai này, cái ca ăn chua không chị? Không, các anh chị lưu ý ha. Rồi nhắc lại tiếp nha, thì đây là cơ cắn. Khi tôi lắp cái cơ cắn ra, lắp cơ cắn ra đây này đó, thì cái mặt bên này thì ở bên dưới này chính là cơ gì nào? Đây, cái mạch máu của anh chị không thấy nó nằm đúng không, nhưng khi tôi lắp cơ cắn lên đây thì cơ này gọi là cơ mút, các anh chị nhớ ha, hay còn gọi là cơ thổi kèn. Rồi có một cơ duy nhất nằm ngang đây, cơ nằm ngang đây, các anh chị thấy không, nó nằm ngang như thế này, và nó sẽ làm cho hai cái mít của anh chị như nào bắn ra khi nó co. Cơ gì? Cơ cười. Cơ cười, đúng rồi, cơ này người ta gọi là cơ cười, đúng không? Vậy cười, cười thì vì nó làm cái động tác cười cho nên người ta gọi đó là cơ như nào? Cơ cười. Thứ hai, cơ này người ta gọi đó là cơ vòng miệng, và mỗi lần anh chị ngáp là cái cơ này nó co đó, được không? Cơ ở phía dưới này gọi là cơ cằm. Tiếp tục, cái cơ này nè anh chị, thì ở trên thì chúng ta có nâng mô trên, thì suy ra là cơ gì đây anh chị? Nâng mô dưới. Nâng mô dưới, họ dùng từ kỳ cục này. Ở trên gọi là nâng mô trên thì có động tác như thế này đúng không? Còn cơ này là cơ hạ mô dưới. Dạ, mô dưới nâng lên hả? Động tác này gọi là gì anh chị? Chê. Đúng không? Cạnh cơ hạ mô dưới thì cơ này người ta gọi là cơ hạ gốc miệng, các anh chị nhớ ha. Thì đó là nhóm những cái nhóm cơ ở vùng ở trên này, được chưa nào? Rồi thứ nhất, cái thứ hai, tôi đố anh chị một câu nè, Quyệt Ninh Hương ở đâu?
rồi đo ra mấy thú không 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 à, đại khái là như thế. Có được chăm sóc ngay cạnh trong mũi không? Không, không, vì các chị thấy ngay luôn mình có một động mạch, được không? Động mạch này người ta gọi là động mạch mạch mạch. Động mạch mạch này khi tí nữa tôi sẽ dạy cho anh chị về cái phần ở dưới ha, về động mạch máu, thì anh chị sẽ thấy rằng là anh chị phải cắt cái động mạch này ra, và động mạch này là động mạch mạch. Sau khi đi lên tên đổ tên thành động mạch gốc. Động mạch gốc này nó sẽ hợp với cái động mạch mắt trên của mắt trên để nó đi vào bên trong não. Cho nên chính như vậy, đây là con đường ngắn nhất đi vào não. Các anh chị nhớ, cho nên anh chị mà làm nhiễm trùng cái vùng này là vi khuẩn nó đi vào não rất nhanh. Mà khi bác sĩ chẩn đoán anh là viêm não nha, thì tôi nói thẳng luôn, 3-4 ngày sau là chết đó. Được không? Nếu mà cứu được thì cũng khó lắm. Còn dùng những cái kháng sinh là tôi nói là đời cuối luôn. Tôi nói như thế là anh chị cũng hiểu ha. Rồi thì đó là một số cái anh chị cần nắm. Và cái vùng mặt anh chị khi nhiễm trùng nguy hiểm anh chị, rất nguy hiểm, các anh chị lưu ý ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ học về xong cái vùng mặt nha. Bây giờ chúng ta sẽ học về vùng thứ hai, đó là vùng cổ như nào, cổ gáy. Tôi đố anh chị có một cái xương nằm giữa tạo hình chữ C và nằm ở trên thanh quản và dưới lưỡi xương gì đó anh chị? Xương móng. Vai trò của xương móng là gì? Mỗi lần chị làm tác đúng nè, đúng. Còn là chị ngáp lên đóng mở nắp thanh quản. À không phải đóng mở đâu, nó chỉ là cái cơ, xin lỗi, cái xương nó hỗ trợ thôi các chị ha. Hỗ trợ cái nhóm cơ khi anh chị nuốt. Mỗi lần anh chị làm động tác nuốt, thanh quản đẩy lên đẩy xuống đó. Hoặc là anh chị ngáp, thanh quản cũng đẩy lên đẩy xuống đó. Cho nên chính vậy cái cơ này nè, nó sẽ giữ, nó giữ thanh quản với lưỡi, nó hỗ trợ cái động tác cho đó. Các anh chị lưu ý ha, thì đây gọi là xương nóng. Được không nào? Vậy cơ bám từ đâu đi tới đâu thì chúng ta đọc tên đó. Giờ các anh chị bây giờ tôi sẽ giảng cho anh chị cách này chúng ta dễ nhớ nhất nè. Một, cái này gọi là tuyến giáp đúng không anh chị? Xin lỗi, cái này gọi là tuyến giáp nè. Thì ở trên này có một cái sụn gọi là sụn gì? Sụn giáp. Thì sụn giáp nó có một cái cơ nó bám từ sụn giáp cho tới xương móng, đúng không? Thì người ta gọi là cơ sụn giáp ở móng. Cái xương ở phía dưới này gọi là xương ức các anh chị ha. Còn chỗ này là xương đòn. Thì cái cơ này là từ xương ức nó bám lên trên cái sụn giáp thì gọi là cơ ức đến sụn giáp gọi là cơ ức giáp, đúng rồi. Ức bám tới xương móng thì gọi là cơ ức gì nào? Ức móng. Vậy nhìn vô thì anh chị rất dễ thấy đường đi thôi. Đây, cơ này gọi là cơ ức móng. Cái cơ này gọi là cơ ức giáp. Và cơ này gọi là cơ giáp gì nào? Giáp móng, được không? Rồi tiếp tục chúng ta có một cái cơ nối từ cái gai vai, được không? Luồn phía dưới bờ cơ ức lăng chẩm này lên tới xương móng thì người ta gọi là cơ vai gì nào? Vai móng, được không? Bụng trước cơ vai móng và bụng sau cơ vai móng, được không? Cơ vai móng. Rồi, tiếp tục các anh chị nhìn ở phía dưới nè. Hồi sáng các chị học thì đối với xương tay dương nó có một cái mỏm nằm ngay cạnh này, thì người ta gọi mỏm này chính là mỏm trong. Thì cái cơ nó bám từ mỏm trong cho tới xương móng thì gọi là cơ trong móng. Và luồn dưới cơ trong móng thì người ta gọi cơ này chính là cơ nhiễm thân. Các chị nhớ ha, cơ nhiễm thân thì nó có mấy thân đó chị? Hai thân. Rồi, cơ nhiễm thân và cơ trong móng. Bây giờ chúng ta nhìn ngang qua thì anh chị sẽ học những cái cơ nào. Một, cái cơ đầu tiên, cơ này rất to. Cơ này nó co, hay khen anh chị rằng bây giờ tôi chỉ cái cơ này bên phải nó co, nó cho anh chị động tác nào. Cơ này bên phải nha, khi nó co, các anh chị hình dung đi. Khi nó co, co là mình quay cũ bên phía bên trái. Bên nào? Thì cơ này co, quay, quay và quay xuống dưới, được không? Tương tự như thế. Bên này thì đây người ta gọi là cơ gì các chị? Cơ vai. Một cái cơ này nó sẽ bám vào chỗ xương đầu, một đầu nó bám vào xương ức nè. Đầu này bám vào xương đòn nè. Nó kéo dài, nó bám lên tới cái mỏm chẩm của xương thái nào? Xương thái dương ngay chỗ này. Thì người ta gọi cơ này là bờ của cơ thần chẩm, các anh chị ha. Nó cũng là một cơ hô hấp phụ đó. Cơ phụ là cơ nào? Là cái cơ mà khi mà anh chị thiếu oxy đó, thì ngoài cái cơ liên sườn và cơ hoành của mình co ra, thì những cơ này nó hoạt động. Ví dụ giống như khi mà một bệnh nhân đang cái trong tình trạng mà như tôi nói các anh chị hấp hối đó, đúng không? Thì họ cố gắng họ thở, họ hít sâu vào, thì cái bờ cơ này nó nổi lên, được không? Thì gọi là cơ hô hấp phụ, nó là nhắm cơ hấp phụ, tức là chẩm, được không chị ha? Cơ này cái động tác quay như vậy, rồi. Anh chị nhìn tiếp nào, đây, quay qua. Thì đây chính là cái động mạch dưới đòn. Thì này là tĩnh mạch dưới đòn. Thì bờ trước của cái động mạch dưới đòn, đây các anh chị, đó, thấy không? Đây, thì cơ này người ta gọi là cơ bọc thang trước. Được chưa? Bọc thang trước. Và cơ nằm dưới cơ vai móng, gọi là cơ bọc thang giữa. Và đằng sau này gọi là cơ bọc thang sau. Vậy chúng ta có ba nhóm cơ bọc gì nào? Bọc thang, các anh chị lưu ý ha. Cạnh ba cái cơ bọc thang này thì nó sẽ có một cái cơ gọi là cơ nâng vai. Và bên trong này thì người ta gọi chính là cơ gối. Thì nó sẽ chia làm hai loại, cơ này là cơ gối cổ và cơ này người ta gọi là cơ gối đầu. Xin lỗi, cơ này cơ gối đầu và cơ này gọi là cơ gối cổ. Và phủ bởi một cái lớp ngoài là cơ nâng rất là to, đi giải về phía sau luôn. Anh chị thấy không? Đây, từ phần xương chẩm này kéo xuống tới gai vai, đổ dọc cột sống. Thì cơ này người ta gọi là cơ gì nào? Chẩm vai. Cơ thang.
đây. Cơ thang là một cái dải cơ rất rộng đi xuống dưới ha, đến chị nhớ này ha. Vậy đó chính là đặc điểm của cái nhóm cơ, được chưa nào? Rồi thang ở đây không phải là cái thang mà ý người ta nói là giống hình thang á chị, hình ảnh giải phẫu của nó là như vậy, đó là cơ thang. Và đây chính là lớp 5. Vậy tôi tháo lớp 5 này ra thì nó sẽ là cơ gì? Cơ gối, được không? Chia làm hai nhóm, cơ gối cổ và cơ gối đầu. Còn bên cạnh này là cơ năm vai, đúng rồi các anh chị. Và ba cái nhóm cơ này là bậc thang sau, bậc thang giữa và cơ bậc thang trước. Còn cái cơ này chính là cơ vai gì nào? Vai móng. Nó lòn ở phía dưới cái cơ ớt lưng chuẩn này anh chị thấy không? Đó. Thì đây người ta gọi là cơ vai móng. Được chưa nào? Thì đây chính là toàn bộ nhóm cơ ở vùng đầu mặt cổ. Bây giờ tôi sẽ dạy cho anh chị về phần thần kinh. Xin lỗi, mạch máu. Thì mạch máu các anh chị nhìn cho mình nè. À, trên mô hình này họ làm chưa đúng của năm ai phát hiện ra không? Không bao giờ phát hiện ra cho mưa tròn luôn. Động luôn. Ở trên mô hình tôi nói về mạch máu, anh chị phát hiện ra họ làm không đúng cái chỗ nào không? Đây, các anh chị nhìn nào. Khi mà chúng ta học, các anh chị thấy rằng là buổi sau các anh chị học bài tim ha, thì cái quai động mạch chủ nó sẽ cho ra ba nhánh. Một nhánh đi về phía bên phải gọi là thân động mạch cánh tay đầu, đúng không? Và từ cái thân này nó sẽ cho anh chị ra động mạch dưới đầu bên phải và động mạch cảnh trung bên phải. Nhưng bên trái không có thân động mạch cánh tay đầu nha. Nó cho thẳng luôn động mạch dưới đầu trái và động mạch cảnh trung trái luôn. Bên này là bên gì đây anh chị? Bên trái. Mà nó làm như thế này chính là nó gọi là thân động mạch cánh tay đầu, cho nên nó làm không có đúng đầu, bị sai á. Thành thử ra cái này phải nằm bên phải, hiểu không ạ? Chỗ này không chia thông, nó cho từ cái qua đi lên luôn, được không? Vậy giờ chúng ta cùng nhau học nào. Một, anh chị thấy rằng là tôi đố anh chị luôn, cơ này là cơ gì? Ở bên này thì chỉ nói được, nhưng mà bên này thì sẽ nói được không? Cơ nằm bờ trước của cái động mạch dưới đòn, cơ bậc thang trước thì đây chính là bậc thang trước nè, rồi sau nó là bậc thang giữa, rồi bậc thang sau, nâng vai và nhóm cơ gối, rồi gối đây là gối, rồi gối đây là gối, à gối cổ, tháo cái lớp này ra thì đây chính là cơ thang. Anh chị nhớ, bên nào cũng chỉ được hết. Đang thui à? Mỗi lần tôi chỉ như thế là tôi hay nói chị là nó nằm trước cái nào, nằm sau cái nào, đúng không? Rồi đầu tiên bây giờ anh chị học nè. Một, đó là động mạch dưới đòn. Khi động mạch dưới đòn nó sẽ nuôi dưỡng cái gì? Này, động mạch dưới đòn được xúc ở bên trái bên phải luôn như nhau ha, nhưng mà chẳng qua bên phải thì nó có thêm cái động mạch cánh tay đầu nữa. Khi mà các chị nhớ cái xương này là xương gì nào? Xương đòn. Xương đòn đúng không? Đây là động mạch, thì động mạch dưới này gọi là động mạch dưới đòn. Khi nó chạy chỉ tới 2/3 xương đòn thôi, tức là chạy ra phía ngoài 2/3 rồi, thì nó đổ tên luôn thành động mạch nách. Vậy động mạch nách vẫn nằm ở 1/3 trong của xương đòn nha. Sau đó chui vào trong ổ nách đây thì đổi tên là động mạch gì nào? Động mạch nách. Chưa cánh tay đâu. Rồi, cạnh động mạch nó sẽ có cái màu vàng gọi là thần gì anh chị? Thần kinh, đúng không? Vậy trên mô hình thì thần kinh có màu vàng, chứ thực tế thần kinh có màu gì? Màu gì? Màu trắng. Còn mạch máu của anh chị là màu đỏ thì tại vì dầu oxy, và màu xanh thì là nhiều gì nào? Dầu oxy. Rồi, thì anh chị thấy không? Đây chính là động mạch cánh tay, đúng không? Khi động mạch cánh tay của anh chị nè, xin lỗi, động mạch nách nè. Động mạch nách này nó sẽ đi vào và đi vào mặt trong của xương cánh tay, gọi là động mạch cánh thế nào? Cánh tay. Tư thế giải phẫu như thế này đúng không chị? Thì mặt này là mặt trước, mặt này là mặt sau, mặt này là mặt trong và mặt này là mặt ngoài. Thì các chị thấy rằng là động mạch cánh tay này nó đổi tên từ động mạch nách thôi, đi dọc 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 vào phía trong gọi là động mạch cánh tay. Anh chị học bài đó huyết áp bên điều dưỡng đó đúng không? Khi đó huyết áp là tôi lắc cái loa lên đường đi của động mạch cánh tay. Vậy tôi đặt ở mặt trong hay mặt ngoài? Trong. Mặt trong, để mặt ngoài 10 năm sau không nghe nổi đâu. Trước luôn. À. Nhưng mà thường mặt trước anh chị vẫn có thể nghe được, vì sao? Vì cái loa anh chị thấy nó to không? Cho nên thành thử là anh chị đặt không có đúng á. Nhưng mà cái bảng loa nó rộng á, cho nên mình nghe, vô tình mình nghe thôi. Chứ đúng là đặt ở mặt trong. Cho nên trước khi học đo huyết áp các bạn thầy cô anh chị dạy rất là bạn phải bắt cái mặt đúng không? Đo lên. Nhưng thực tế ra anh chị thấy có nhiều người họ đặt lên một phát nghe không? Liền vì họ biết là ở mặt trong rồi, mình chỉ cần đặt lên cái vùng này là chúng ta nghe được. Rồi, thì đây chính là mặt trong, động mạch cánh tay. Thì động mạch cánh tay của anh chị nè, sau khi đi vượt qua khuỷu tay khoảng 2 cm, tôi tháo ra nha, đây, nó vượt qua 2 cm, thì nó sẽ cho hai nhánh đi về phía hai phía. Nhánh thứ nhất đi về phía ngoài, ra ngón một. Xương gì đây quên rồi. Xương quay thì suy ra động mạch này là mạch gì? Quay. Còn nhánh đi về phía ngón năm gọi là động mạch gì? Động mạch trụ. Nhưng cái động mạch trụ này nó lại lòn xuống cái cơ gốc của tay trụ. Cho nên động mạch quay và động mạch trụ, động mạch nào nằm nông hơn? Nè, quay nó đi ra bờ thẳng luôn nè anh chị. Quay còn trụ nó phải xuống cái cơ, một cái cơ nữa nằm bờ dưới cái cơ gọi là cơ gốc của tay trụ, rồi tính anh chị học. Vậy động mạch nào nằm nông hơn? Quay. Và động mạch quay tuy vì nó nằm nông hơn, cho nên trên lâm sàng thường là người ta bắt là mạch quay hay mạch trụ anh chị? Mạch quay là bắt cũng được hết. Nhưng mà mạch trụ thì nó nằm sâu và nó nhỏ hơn, còn mạch quay thì nó rộng hơn, nó to hơn và nằm hơn. Cho nên anh chị chỉ cần nè, anh chị cần để nhẹ lên trên cái rãnh quay, thì đây chính là rãnh xương quay nè anh chị.
đặt lên một phát, bấm một phát là anh chị thấy mặt nó đặt ngay khác luôn, được không? Và qua đó người ta biết được tần số mặt, rồi tính chất mặt, rồi là cái nhịp điệu của nó như thế nào nữa. Ví dụ bắt mặt chị kêu như sau này, mặt bệnh nhân là 120 lần trên phút chắc chắn là mặt gì ạ? Nhăn. Rồi giả sử như anh mới uống cà phê xong mặt luôn, mặt này là mặt to rõ đúng không? Nhưng khi anh tụng huyết áp được rồi, khi mà anh bị mất nước được rồi, anh bị phản vệ được rồi, anh bị tụng trăm được rồi, nó đập nhanh nhưng mà yếu, người ta gọi là mặt nhăn nhỏ, được không? Rồi và anh chỉ đập thật như vậy thì nó đều đó, nó tuy nó nhanh nhưng nó đều. Nhưng có người đập thật trời ơi, đó là ngoại tâm thu đó anh chị, là mặt không đều. Tại khi sao cười thì khi đó mình gọi là mặt không đều, đúng không? Rồi rồi cái mặt gì mà để có thai nữa, hoàn đúng không? Hoặc là lăng tăng giống như là trên châu không biết anh đó, không biết miễn là sao các chị học như là đại khái là trong quát mạch rồi chúng ta nhận định một số tính chất như vậy, được không? Rồi là người ta dùng động mạch quay là chính, tất nhiên trụ bắt vẫn được nha, được không anh chị? Không hai động mạch này nó sẽ sao đây, cảm ơn anh. Động mạch quay, động mạch trụ, được không nào? Hai động mạch này đi lên cổ tay hợp với nhau tạo thành cái vòng như nào, vòng cung. Và đây chính người ta gọi là động mạch cung gan bàn tay, được không? Vậy ở đây nó sẽ có một vòng cung động mạch này anh chị lưu ý cho mình điều này ha. Động mạch cung gan bàn tay, được chưa nào? Nó làm cái vòng ở vòng cung trên này. Thì tại cái vòng cung này nó sẽ cho anh chị nhìn nhánh nào, một cái động mạch rất là to, cũng nói chuyện to nha, chạy vào giữa ngón cái đi lên đây, anh chị nhìn một anh chị thấy không? Thì đây gọi là động mạch ngón cái riêng, đúng không? Một mình nói là một nhánh á, chạy vào giữa ngón cái như thế này, được chưa? Rồi có được bắt mặt bằng ngón cái không? Vì sao có bắt mặt bằng ngón cái? Đúng, anh chị lấy cái ngón cái chị đặt lên cái vùng mà không có mặt máu nè, anh chị vẫn cảm giác cái sự đập, cho nên người ta sẽ không có phân biệt được là mặt của bệnh nhân hay mặt người bác, đúng không? Đây là điều tối kỵ thôi. Cái thứ hai nữa, các anh chị thấy rằng là từ ngón 2 cho tới ngón 5, 2, 3, 4, 5 thì các động mạch nó không chạy ở giữa nữa, mà nó chạy dọc ở hai bên, nó chia ra nó chạy dọc ở hai bên, thì người ta gọi những động mạch này nè anh chị đó, khi chỉ vào là những động mạch ngón chung. Khi đề cập tới ngón chung là từ ngón mấy tới ngón mấy? Một mình ngón cái mà nó không liên quan, được không anh chị? Được không? Thì đây chính là động mạch ngón cái riêng, còn đây là các động mạch ngón chung. Vậy các anh chị thấy rằng là người ta mà chích đường á, sau này anh chị có cái kim chích đường đúng không? Thường là có ở như nhà tự chích luôn đúng không? Hoặc là ra rồi vuốt lên chích, thường các anh chị không có chích ngón cái đâu, chích ba cái bốn ngón này. Vậy anh chị bấm cái đầu kim chích là ở đâu, ở giữa hay ở hai bên? Hai bên. Ở giữa hai bên nó là gì ạ? Hai bên. À, nằm ở hai bên được không? Thì nó chích nó sẽ ra được đúng cái đường đi mạch máu. Tôi nói như thế là làm gì? Có những người mà cứ chích ở giữa, cứ nghĩ là cái chích ở giữa, ok, người bình thường có thể ra máu. Nhưng mà những cái bệnh nhân mà đang tụt đường, đang tụt huyết áp, anh chị chích anh chị nặng 10 năm cũng ra nổi giận. Ừ. Nhưng mà con nít thường người ta không có chích ở đây đâu. Một là họ chích ở giá tay nè, hai là họ chích ở góc chân nè, ba chích ngón cái, vậy chích ngón cái chích ở đâu? Giữa. Ở giữa, đúng không? Đó là một số cái. Rồi, được không? Thì đây chính là mạch máu toàn bộ cái vùng kia nào, vùng kia trên. Cho nên chính như vậy các anh chị thấy rằng là khi mà bệnh nhân đứt động mạch, làm sao biết đứt động mạch nó mình nghe coi. Máu nó phun ra. Máu hồng xanh vàng. À, có cái tia máu nó phun ra. Rõ lắm anh chị, ước gì thử đi ha. Nếu như thôi anh chị đứt tay, anh chị đứt hàng ngày đó, thì đa phần là anh chị thấy hồi sáng mình lấy máu cho anh chị không? Vâng. Garo lên một phát là thay máu luôn. Đây là ven tỉnh hay động? Tỉnh. Tỉnh nông hay sâu? Nông. Nông. Cho nên đa phần anh chị đứt tay đứt cái tỉnh trước, là máu nó cứ đùng ra, băng ép lại là nó được rồi. À các anh chị lưu ha. Nhưng mà đã là động mạch thì thường là do chấn thương hoặc là do anh tự tử á, thì nó mới đứt nổi động mạch thôi. Là người ta thường cắt sâu cái chỗ này nè, thì nó bắn thành từng tia. Cho nên khi đó mình phải garo các chị ha, garo thì có nhiều trường hợp tay bệnh nhân dập nát luôn, không biết garo đâu, thì người ta sẽ lấy như hồi nãy sáng mình nói, ống vào động mạch gì đó, ấm vào máu nó sẽ giảm chảy, nhưng mà khoảng một vài giờ sau, không phải vài giờ đâu, vài chục phút sau, hai chục ba chục, anh chị lấy cái lực ống ra một xíu để cho máu nó tụt xuống, nó nùi sau đó ấm tiếp, chứ không là nó chảy máu hoặc là nó bị hoại tử. Cho nên ngày xưa thời xưa, nếu các anh chị mà học thời xưa ở đâu đây sẽ có người học, các chị có một cái môn luôn gọi là môn năm kỹ thuật cấp cứu cơ bản, gọi là cái môn đó luôn. Thứ nhất hồi sinh tim phổi CPA, đúng không? Hai là cấp cứu cầm máu, ba bắt động gãy xương, bốn bắt bó vết thương, và năm vận chuyển bệnh nhân. Thì nó có một cái bài gọi là garo. Khi anh chị garo, anh chị ví dụ như anh chị đứt từ này, anh chị lấy cái garo mà bây giờ ở ngoài nó có dây thun đầu garo dễ lắm, các anh chị xé áo tạo thành cột một cái vòng, được không? Được. Xong nó lấy cái động đũa quay giữ đó,
Rồi, Garo đúng không? Thì trong cái Garo anh chị đi á thì nó phải có ghi là cái phiếu gọi là phiếu Garo. Rồi, lúc 8 giờ tôi đặt Garo, 8 giờ 20 tôi nới một vòng. Đúng không? Rồi tới 9 giờ tôi nới một vòng, hai vòng nữa. Tới viện anh chị phải nới và người ta sẽ nhìn vô cái phiếu đó, bắt buộc anh phải có phiếu Garo người ta mới nhận bệnh á. Để coi tự lỡ nhất anh nhận xong nó mất luôn cái tay hoại tử sao? À các anh chị nhớ hả? Phải Garo. Rồi không thì chúng ta ấm, chúng ta nới, ấm mỏi tay không? Mỏi xong rồi, mở xong rồi. Giả sử như đang mổ nha anh chị, đang mổ mà vô tình bác sĩ phạm vào cái động mạch nó máu nó chảy quá thì người phụ họ ấm. Thì trong lúc ấm nó hết chảy thì người ta họ tiến hành khâu ngay. Thì không nói. Nhưng mà những trường hợp này thì người ta cuộn một cái gẹt rất lớn chẹn vào trong cổ nát, kẹp nó lại băng dứt luôn, băng qua xung quanh luôn, băng chặt như thế này thì nó sẽ cầm máu. Mà các anh chị nhớ hả, hạn chế đỡ như vậy. Cho nên chính vậy ở đây có mạch máu lớn không chị? Đó. Cho nên nó được lựa chọn khi anh chị chườm nóng, chườm ấm, chườm lạnh cho bệnh nhân là người ta sẽ đặt vào vùng này thì nó mau, rất là mau hạ sốt. Tại vì các anh chị sốt thì máu chúng ta mang nhiệt đi tới thì qua cái chỗ để được làm mát và được giãn ra thì nhiệt nó thoát ra bớt. Được không? Chúng ta hạ sốt. Thì đó chính là vùng tí mà chúng ta học cơ sau, còn mình đang nói về mạch máu nha anh chị nha. Được chưa nào? Rồi thì đó chính là mạch máu của vùng chi chi trên. Rồi. Bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo, đó là về phần mạch máu nuôi dưỡng cho đạo mạch cổ. Rồi anh chị nhìn nào. Thì cái đạo mạch dưới đầu mình vừa học xong nha. Thì đạo mạch này gọi là đạo mạch gì đó anh chị? Đạo mạch cảnh gì? Hãy dùng từ đâu? Cảnh chung. Chung hay còn gọi là cảnh gốc, bên gì đây? Bên trái. Sau khi đi lên trên bờ trên của cái sụn giáp. Đây là sụn giáp với thanh quản á, bài hô hấp anh chị được học ha. Thì nó cho hai nhánh. Nhánh thứ nhất đi ra phía ngoài, được không? Thì nhánh mà đi ra phía ngoài thì người ta gọi là đạo mạch cảnh. Cảnh ngoài. Thực tế là đi ra phía trước chứ không phải phía ngoài. Còn nhánh đi ra phía sau là đạo mạch cảnh như nào? Cảnh trong. Là những cái đạo mạch cảnh sau, đạo mạch cảnh trong. Đạo mạch cảnh ngoài và đạo mạch cảnh trong. Thì bây giờ tôi nói đạo mạch cảnh ngoài trước nha. Khi nó đi ra đạo mạch cảnh ngoài này, nó sẽ cho anh chị đó là 6 nhánh đạo mạch. Nhánh thứ nhất là một cái đạo mạch đi lên nó nuôi cho tuyến giáp. Thì đạo mạch này người ta gọi là đạo mạch giáp trên, đúng không? Rồi một đạo mạch thứ hai đi tới này anh chị đó, nó đưa trực tiếp vào trong lưỡi, nó nuôi cho lưỡi luôn thì gọi là đạo mạch lưỡi. Và đạo mạch này rất to, các anh chị lưu ý không, đến nó nuôi lưỡi và ở dưới lưỡi chúng ta rất nhiều mạch gì nào, mạch máu. Và chúng ta lợi dụng đường này để chúng ta dùng thuốc cho bệnh nhân. Vậy tôi cho bệnh nhân ngậm thuốc dưới lưỡi là lý do tại sao tôi cho ngậm nhanh hấp thu nhanh, một là tác dụng nhanh khẩn là trong cấp cứu, ví dụ anh chị cho bệnh nhân ngậm Captopril hoặc là những cái thuốc gì đó nó hả. Hai là những cái thuốc mà khi anh chị sử dụng đường tiêu hóa thì có nguy cơ nó bị sao, nó bị phá vỡ đúng không, cho nên người ta sẽ cho ngậm ở cái vùng dưới này, được chưa nào? Rồi vậy đây chính là đạo mạch lưỡi, các chị chỉ nhánh ấy, nó đi vô trong cái bờ dưới của cái cơ bám giáp cổ này thì đó, được không nào? Đạo mạch lưỡi. Rồi nhánh thứ hai của anh chị đây, một cái đạo mạch nó cùng với cái thần kinh số 53 luôn, nó quặt lên ngay chỗ cái khuyết hàm này anh chị, thì người ta gọi đạo mạch này là đạo mạch gì nào? Đạo mạch mạc. Đạo mạch mạc nha. Thì đạo mạch mạc của anh chị nó đi cũng nó từ đạo mạch cảnh luôn, đi lên quặt ra chỗ này thành cái góc hàm, quặt lên chỗ này gọi là góc miệng, sau nó đi lên cho nên nó chui vô mắt thì nó đổ tên thành đạo mạch góc, từ chỗ này đi vô gọi là đạo mạch góc nha. Còn đây chính là đạo mạch chưa đổ mắt nè, đạo mạch góc. Hai anh này hợp lại chui vào để hình đi vào trong não, được không? Đó cho nên thành thử ra anh chị tổn thương những cái nhóm cơ hoặc là tổn thương cái đạo mạch ở vùng này thì nó cũng đi vào não, gây ra viêm não. Thì đây chính là sơ đồ đường đi giải phẫu của nó là như vậy, được không ạ? Đó là nhánh thứ ba. Nhánh thứ tư của anh chị đây chính là đạo mạch thái như nào? Thái dương. Thái dương nằm ở phía ngoài này anh chị rờ được đúng không? Thì gọi là đạo mạch thái dương năm, được không anh chị? Rồi còn đạo mạch thái dương sâu ở trong nữa. Rồi đạo mạch thái dương năm, đạo mạch tiếp theo, đạo mạch này chính là đạo mạch hàm, các anh chị nhớ không? Đạo mạch hàm. Và cuối cùng đây chính là đạo mạch hầu lên, đây chính là sáu nhánh của cảnh ngoài. Vậy sáu nhánh này nó sẽ lưu dưỡng chính cho toàn bộ vùng gì đó anh chị ha? Vùng mặt và vùng gì đây? Vùng cổ. Đó là đạo mạch cảnh ngoài, được không ạ? Sau khi nó nuôi dưỡng xong thì nó sẽ theo hệ thống tĩnh mạch như thời tiên thôi. Thì đạo mạch nào có tên thì tĩnh mạch đó, thì nó sẽ có tĩnh mạch cảnh ngoài, ví dụ như vậy. Rồi tiếp tục, bây giờ chúng ta học về đạo mạch cảnh như nào, cảnh trong. Thì đạo mạch cảnh trong của chị thì nó ở hai bên đó chị ha, nó chui vào bên trong cái nền sọ này, được không? Thì ở trong nền sọ của chị nó sẽ chia làm ba khu, khu này là khu não trước, khu này là khu não giữa và khu não sau. Thì đạo mạch cảnh trong của chị nó chui vào, nó sẽ tạo thành hai cái đạo mạch lớn để nuôi não trước và não giữa, gọi là đạo mạch não trước và não giữa, được không? Vậy hệ thống đạo mạch cảnh trong các anh chị thấy được chưa, nó nuôi dưỡng chính là cho cái gì đó anh chị ha? Cho não. Cho não được không anh chị? Não sâu. Não sâu có nghe không? Chưa nghe. Nãy giờ mình chỉ thấy là nó nuôi dưỡng được não vậy thôi, não trước và não gì đó anh chị? Não giữa. Rồi đạo mạch này là đạo mạch gì đây anh chị? Cảnh đó mà cảnh ở trên này. Đạo mạch dưới thế nào? Dưới đòn. Đúng rồi, dưới xương đòn và đòn dưới đòn. Thì đạo mạch này ngoài nó cấp máu cho chi trên ra, được không anh chị ha? Thì nó sẽ có hai cái nhánh anh chị, đó hai cái nhánh.
dọc nó chạy hai bên, nó chui vào cái lỗ ngang của cái xương đốt sống cổ đó, các anh chị lưu ý không? Và nó chui từ đâu? Nó chui từ lỗ C6, C5, C4, C3, C2, C1. Lỗ C7 nhỏ quá, nó chê, nó không chui nha. Nó chui từ ngang qua đốt sống cổ. Và khi nó chui qua và bắt đầu hai cái động mạch này chui lên trên nền sọ hợp lại với nhau, tạo thành động mạch nền. Và động mạch này sẽ tổng hóa máu ra, cung cấp cho não sâu. Não sâu và chị nói vậy thôi chứ nó có luôn cả tiểu não nè. Nó luôn cầu não và hành não và trụ não luôn, thông não. Các anh chị nhớ ha. Tức là nuôi dưỡng cho toàn bộ não sâu là nhờ vào nhánh của động mạch dưới nào? Dưới đầu, được không ạ? Rồi nuôi cho não sâu, được chưa? Vì hai cái động mạch chạy hai bên, gọi là động mạch gai sống hoặc là động mạch đốt sống đó, nó chui vào trong cái phần lỗ ngang của xương đốt sống anh chị ha. Thì khi mà bệnh nhân có cái vô xương, cái gai xương nó chuyển ra thì nó chậm cái đường đi lên trên, làm cho bệnh nhân thiếu máu nuôi ở não như nào? Phía sau, được không? Cho nên họ hay đau nửa đầu ở phía như nào? Phía sau, được không? Anh chị lưu ý ha. Rồi, thì đó là một số cái như vậy. Vậy tới đây chúng ta thấy rõ động mạch não trước, não giữa thì còn thông, động mạch não sau có thông với những hai nhánh đó không? Không hề nhau. Cho nên thành thử ra khi nó đi lên trên này nè anh chị, thì cái động mạch não sau nó sẽ cho hai nhánh nối với cái não giữa đầu trước nữa, để nó hình thành nên một cái vòng đa giác não, gọi là đa giác Willis. Tránh trường hợp anh bị tắt nhánh nào thì không có máu tới nuôi. Cho nên đó là một số đặc điểm anh chị cần nắm ha, liên quan như vậy. Rồi, đó là hệ thống. Thứ hai, bây giờ anh chị nè, sau khi nó nuôi dưỡng não xong thì nó sẽ theo hệ thống tĩnh như nào? Tĩnh mạch nó đi về, được chưa? Vậy tĩnh mạch nó đi về là ở đâu? Đây, các anh chị thấy không? Đây người ta gọi là xoang tĩnh mạch dọc trên. Tôi hỏi luôn, xoang là ống hay là một cái đường dây thôi? Đường. À, cái đường rãnh thôi, được không? Vậy máu nó sẽ đổ từ xoang tĩnh mạch dọc trên và có một cái xoang tĩnh mạch dọc dưới trên cái thể chai của não này, đó đổ xuống thì nó sẽ đổ qua bên chỗ này, người ta gọi là hội lưu, hội lưu xoang, một bể máu phía sau, được không? Hội lưu xoang. Từ hội lưu xoang này nó theo cái xoang này đi qua hai bên, rồi nó quặt xuống cái xoang sigma. Và xoang này nó sẽ đổ theo hệ thống đó là tĩnh mạch cạnh trong, đổ xuống ở phía dưới, đổ trực tiếp vào tĩnh mạch chủ trên. Và tĩnh mạch chủ trên đổ vào đâu? Vào tim, em chỉ nhớ ha. Thì đó là một số trường hợp cái tiềm năng. Tiếp tục, giờ chúng ta lại nhìn tiếp cái động mạch cảnh này. Thì đây là động mạch cảnh như nào? Cảnh chung thì khi nó đi phân nhánh á, khi nó bắt đầu lên bờ trên của sụn giác, nó phân nhánh á, thì nó làm cho cái động mạch này phình ra, đúng không? Thì người ta gọi cái khúc phình này nè là xoang cảnh, được không? Các chị nhìn vào, đây chính là cái thanh quẻ của chúng ta. Thì đây là sụn giác nè, hai bên này chính là xoang cảnh. Thì ngay cái nhánh xoang cảnh này, các chị đó, thì dây thần kinh 10 đi sát vô luôn. Vậy khi mà tôi ấn vào xoang cảnh như thế này, tôi ấn vào xoang cảnh, được không anh chị ha? Là kích thích luôn vô dây máy đó anh chị. Mà dây 10 là dây phó như nào? Phó giao cảm, làm cho tình trạng phó giao cảm xảy ra, nhịp tim bệnh nhân như thế nào? Cho nên khi mà bệnh nhân mà tăng nhịp tim á, thì người ta kêu anh là xoa xoang cảnh đi. Dạ, không biết cái xoang cảnh ở đâu, xoa đây cũng được, xoa dưới này cũng được, không đúng nha. Mình rờ đây chính là cái thanh quản này, đây là sụn giáp này, thì đi ra hai bên sụn giáp đây thì chính là xoang như nào? Xoang cảnh thì hàng một ký chúng ta xoa, được không? Sẽ làm cho giảm nhịp tim xuống, được không nào? Thì đó là đặc điểm anh chị cần nắm, được chưa? Ấn mắt cũng được, ấn nhãn cầu cũng được, các anh chị học rồi. Cái này người ta gọi nhắc lại, gọi là cái phình cảnh hay còn gọi là xoang như nào? Xoang cảnh, được không? Được không? Nó phình to ra như thế này, được chưa anh chị? Thì đó chính là toàn bộ hệ thống mạch máu của đầu mạch cổ và ở vùng chi như nào? Chi trên, mình chưa học cơ của chi trên nha, chứ mới học cơ đâu mạch cổ đó. Tôi chỉ một phát ai cũng biết luôn cơ này là cơ gì nè. Cơ này là cơ gì đây anh chị? Cơ vòng miệng. Mà đi thi chả ai đi thi chỉ anh chị mấy cái này đâu. Chỉ mấy cái chỉ đó đó thầy sóc. Rồi, được không? Thì đó là một số cái anh chị cần nắm liên quan tới vùng cơ ở đầu mạch cổ. Rồi, nghỉ một phút.